Thưa quý vị, phủ xanh đất trống bằng rau sạch là một trong những mô hình được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu triển khai hiệu quả trong nhiều năm qua. Sáng kiến này vừa phục vụ nhu cầu rau sạch của gia đình hội viên, vừa có thêm thu nhập để gây quỹ hoạt động của các chi hội, đặc biệt là góp phần mang lại không gian xanh cũng như hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi. Trước đây, dọc con đường sắt dân sinh tại kiệt 58 Ngô Thị Nhậm, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu có nhiều lô đất trống bỏ hoang, trở thành chỗ đổ rác tự phát của người dân gây ô nhiễm môi trường. Trước tình trạng đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hòa Phú Ba Bề, phường Hòa Minh đã cùng nhau lên ý tưởng thực hiện phủ xanh dọc tuyến đường này bằng rau sạch. Với đa dạng các loại rau như ngò, xà lách, rau lang, cải, mùng tơi. Vào thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, làng rau này cũng được xem như một trong những nơi cung cấp nguồn rau sạch cho khu vực dân cư trên địa bàn. Cái này lầm thêm thôi, thì đất ở đây họ rảnh, họ bỏ không, cho nên là bọn cô làm để cho nó sạch, đất cũng có tăng thêm thu nhập, là coi như gia đình mình cũng trồng là hưởng lại cái rau sạch này. Công tác hội là mình bón cái rồi mình cũng bỏ vô quỹ. Mô hình này không những tiết kiệm được tài chính, cải thiện các bữa ăn cho gia đình, tạo thêm sinh khí cho bữa cơm gia đình, thêm vui vẻ, đầm ấm, còn giúp cho chị em phát huy tinh thần cần cù trong lao động. Trải dài con hẻm đường ray này, hình ảnh cỏ dại, lau sậy dần biến mất, thay thế bằng tuyến đường rau xanh mướt. Diện mạo cả khu dân cư được tô điểm tươi mới từ sức lao động bền bỉ và bàn tay vuông trồng của những nhà nông không chuyên này. Khi mà có trường hợp mà dịch bệnh khó khăn thì chị em sẽ có hỗ trợ hàng trăm mớ rau để cho những cái vùng dịch và những cái khu vực mà không có rau xanh. Mô hình là để cho nó sạch môi trường, phân loại rác thải để làm phân xanh để trồng rau, trồng trọt cho nó tăng cái thu nhập. Trong khi nhiều lĩnh vực bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19, thì những vườn rau màu tự tạo của chị em Hòa Minh vẫn xanh mướt sức sống, vừa cung cấp bữa ăn cho gia đình, vừa giúp hội viên có thêm thu nhập. Những sản vật được tạo nên từ sức lao động cần mẫn ấy bỗng trở thành những phần quà vô giá, được hậu phương gói ghém, gửi trao đến các bếp ăn không đồng, các chốt kiểm dịch, điểm cách ly tập trung, khi Đà Nẵng trải qua những tháng ngày vất vả. Vật chất hóa tinh thần, trong từng mớ rau con cá, đông đầy tình thương của đất, của chị em phụ nữ thay cho tấm lòng sẻ chia, niềm tin cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh.